666 là một dấu của con thú mà hầu hết mọi người đều đã từng nghe qua. Về một lời tiên tri nói rằng trong thời sau rốt không một người nào có thể mua hoặc bán bất kỳ thứ gì nếu không có dấu của Satan. Vâng, ngày nay chúng ta là một thế hệ tiên phong có được một nền công nghiệp tiên tiến giúp cho việc làm ứng nghiệm một lời tiên tri như thế về một xã hội không dùng tiền mặt. Cụ thể là mỗi một món hàng trong siêu thị đều đã được đánh số bằng mã vạch với phương cách nhận dạng riêng biệt của nó. Chắc chắn quý vị đã biết hình thức mã số gọi là mã vạch này là một hệ thống mã hàng hóa đồng bộ có 3 thanh không được đánh số, là các thanh ở dòng đầu, dòng giữa và dòng cuối, dài hơn một ít so với các thanh khác. Các cặp đường thẳng còn lại tương ứng với một con số khác nhau. Xin hãy để ý đến hai đường thẳng này. Nó được người ta ấn định một giá trị tương ứng với con số 6. Nó hoàn toàn giống với ba cặp không được đánh số và cũng là các số 6. Như vậy, mỗi món hàng có mã số, mã vạch thực ra là một dấu có ba con số 6. Hệ thống nhận dạng này bằng mã vạch 666 chính là cơ sở cho những ý tưởng và công nghệ kỹ thuật khác hiện nhanh chóng đưa chúng ta đến với một hệ thống tín dụng quốc tế được mô tả trong sách Khải Huyền đoạn thứ 13. Trong siêu thị này chỉ có 3 cách mà tôi có thể thanh toán số hàng đã mua. Tôi có thể trả bằng tiền mặt, tôi có thể ghi ngân phiếu, hay sẽ trả bằng thẻ tín dụng. Một hệ thống khác nữa cũng đã được giới thiệu tại nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay là loại thẻ ghi nợ. Bây giờ tôi đưa thẻ của tôi cho thâu nhân viên. Cô ta sẽ rà nó qua một máy quét điện tử đã được nối kết với tài khoản của tôi ở ngân hàng. Và số tiền được rút từ tài khoản của tôi sẽ chuyển vào tài khoản của siêu thị ở đây. Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Thẻ ghi nợ đã được đưa ra sử dụng tại nhiều vùng khác nhau và hiện rất phổ biến đối với các cửa hiệu, siêu thị và ngân hàng. Kế đến có loại thẻ chứng minh thư hay thẻ thông minh. Thực ra thẻ này có một bộ vi mạch được gắn vào bên trong. Có thể một số quý vị đã được biết về thành tựu điện tử này. Nó không chỉ cho quý vị nối được với tài khoản của mình ở ngân hàng, mà còn bao gồm cả giấy thông hành, sổ khám sức khỏe, bằng lái xe cùng với hình ảnh, các tiêu chuẩn phúc lợi xã hội và tất cả các dữ kiện khác. Những thẻ này đang được thử nghiệm tại nhiều vùng khác nhau trên thế giới. Rõ ràng là chúng ta đang tiến nhanh trên con đường xóa bỏ dần tiền mặt. Có rất nhiều lý do đầy thuyết phục giải thích tại sao. Tiền mặt chính là phương tiện huyết mạch của bọn buôn bán ma túy, vì chúng luôn thanh toán một lần bằng tiền mặt trong một vali đầy. Không có tiền mặt thì nạn buôn lậu sẽ chấm dứt. Thật ra, việc chấm dứt tiền mặt cũng có nghĩa là xóa sổ hầu hết các hoạt động phạm pháp, từ nạn trộm cắp đến nạn khủng bố, và một số diệu pháp tức thời cho vô số những căn bệnh kinh tế nguy kịch nhất trên thế giới hiện nay. Không lạ gì khi chính quyền các nước đang ra sức thúc đẩy nhanh tiến trình tiến tới một xã hội không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, trước khi tiền mặt, ngân phiếu và thẻ tín dụng có thể bị loại bỏ, người ta cần phát triển một hệ thống nhận dạng thật chính xác và tuyệt đối chống giả mạo để có thể bảo đảm rằng người đang thực hiện việc giao dịch bằng tấm thẻ cũng chính là người chủ của tấm thẻ đó. Có những hệ thống nhận dạng chống giả mạo đã được sử dụng, chẳng hạn như chiếc máy đọc vân tay này. Thế nhưng có một rắc rối duy nhất với những chiếc máy loại này là chúng rất đắt tiền. Để cho ra đời một xã hội hoàn toàn không dùng tiền mặt, chắc hẳn cần phải đặt ít nhất một máy tại mỗi cửa hàng và từng đại lý bán lẻ, nơi mà mọi thứ được trao đổi mua bán. Trong khi những chiếc máy nhận dạng vân tay này tốn hàng ngàn đô la, thì một vi mạch nhỏ xíu gắn bên trong tấm thẻ thông minh bằng nhựa này chỉ tốn có vài đô la mỗi cái. Vậy là nếu như chúng ta lấy nó ra khỏi tấm thẻ và cấy vào dưới lớp da, thì một khi vi mạch ấy được cấy vào, ta có thể đọc bằng một máy quét rẻ tiền hơn nhiều, giống như một chiếc máy trong bất cứ cửa hàng thực phẩm nào của quý vị. Giờ đây, chính thân thể quý vị trở thành một tấm thẻ thông minh và giải quyết được vấn đề tốn kém trong việc bảo đảm rằng người đang sử dụng tấm thẻ cũng chính là chủ của tấm thẻ ấy. Tại Hoa Kỳ, một bộ phận dịch vụ sức khỏe con người đã thông báo rằng người ta đã giới thiệu rộng khắp về một dự án nhận dạng mới đang được tiến hành ở Washington và nhiều thành phố liên bang khác. Những vi mạch này không dài hơn đầu của một cây bút bi, tốn chưa tới 25 xu mỗi cái và được tiêm vào sâu trong lớp da khoảng 6mm. Chúng được kích hoạt bởi một máy quét cầm tay và cung cấp không sót một thông tin nào trong việc xác định nhân dạng của một người đang mang vi mạch bên trong mình.
Như chúng ta đã biết, sự phát triển của công nghệ và sự chấp nhận của công chúng về việc đưa vào sử dụng dấu của con thú rõ ràng đang nhanh chóng trở thành hiện thực. Và chắc hẳn chúng ta cũng thường xuyên nghe nói về một trật tự thế giới mới hay là một thế giới đại đồng. Và người ta đã dần dần hiểu rõ ý nghĩa của những khẩu hiệu này khi thế giới ngày càng hướng về một hệ thống chính trị và tài chính quốc tế. Một xã hội không dùng tiền mặt, được kiểm soát bởi cơ sở dữ liệu vi tính bao phủ toàn cầu, luôn nắm giữ thông tin từng người nam, người nữ và trẻ em khi họ qua biên giới hay khi họ mua bán. Thật chính xác như những gì đã được báo trước trong sách Khải Huyền đoạn thứ 13, gần 2.000 năm về trước. Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những điều đó dường như là một hình phạt quá đáng cho việc chấp nhận một cái dấu để được phép mua thực phẩm. Tất nhiên, những lời tiên tri này ám chỉ rằng việc nhận lấy dấu của con thú không chỉ là một quyết định đơn thuần mang tính kinh tế. Nó cũng có nghĩa là chấp nhận thờ phượng Antichrist và tuyên thệ trung thành với thể chế chống nghịch Đức Chúa Trời trên toàn cầu. Và ảnh hưởng của con thú còn được mô tả trong lời tiên tri của Kinh Thánh như một sự tàn hại đáng kinh tởm nhất từ trước đến nay. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được, và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Tượng con thú mà Kinh Thánh mô tả ở đây rất có thể là một loại siêu máy tính kỹ thuật cao, được nối với một mạng lưới viễn thông như một công cụ kiểm soát nghiêm ngặt trong một trật tự thế giới mới. Kinh Thánh cho biết nó biết nói và có thể khiến cho những người nào không chịu tôn thờ nó sẽ phải chết. Chúa Giê-xu phán, khi nào chúng ta thấy hình tượng này xuất hiện tại trong nơi thánh, thì lúc đó sẽ có một cơn đại nạn rất lớn chưa từng có trong lịch sử. Phần lớn nội dung của sách Khải Huyền đã mô tả các chi tiết đầy hãi hùng về những chứng dịch bệnh kinh khủng, tựa như những quái vật trong ác mộng mà Chúa cho phép xảy ra để khuấy hại lực lượng của Antichrist, là những kẻ đang tìm cách diệt hết những ai không chịu nhận lấy dấu của con thú. Kinh Thánh có nêu rõ số năm, số tháng và số ngày chính xác với thời gian xảy ra cơn đại nạn này là trong vòng 3 năm rưỡi, hay 42 tháng, hay 1260 ngày. Như vậy, vào ngày mà Antichrist xé bỏ giao ước và dựng hình tượng của hắn tại Jerusalem, thì việc đếm lùi dần chính xác con số các ngày cho đến thời điểm tái lâm của Chúa Giê-xu sẽ bắt đầu. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các tầng trời rúng động. Khi ấy điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương trời kia. Thời kỳ tối tăm nhất của thế giới trong cơn đại nạn và sự kinh hãi trước Antichrist sẽ đột ngột chấm dứt khi ánh bình minh sáng ngời xuất hiện. Ấy là lúc chính Chúa Giê-xu trở lại để gom nhóm con cái trở về bên Ngài. Ánh sáng, tiếng kèn, tiếng sấm, động đất và những cơn mưa sao băng khổng lồ cũng rao báo cho sự kiện trọng đại này. Các con cái Chúa đã chết trải khắp mọi thời đại đều sẽ được sống lại trong thân thể mới diệu kỳ và vung dậy khỏi mồ mả để được cất lên gặp Chúa Giê-xu tại không trung. Những tín hữu đang sống sẽ được biến hóa và cất lên khỏi đất, vượt xuyên qua trần nhà xe cộ mà bay thẳng lên các tầng mây để tiếp đón Chúa. Đó là viễn cảnh được Kinh Thánh báo trước về sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giê-xu. Chúa sẽ giành con cái Ngài khỏi tay của những kẻ bắt bớ, chống nghịch và đem họ dự tiệc mừng chiến thắng.
một buổi tiệc vinh quang linh đình nhất chưa từng có trước đây. Kinh Thánh gọi đó là tiệc cưới chiên con sẽ diễn ra tại thiên đàng. Cùng lúc đó tại địa cầu, cơn thành nộ dữ dội của Chúa giáng xuống trên đầu những kẻ chống nghịch bị bỏ lại. Thời điểm đáng sợ đến nỗi Kinh Thánh nói rằng người ta sẽ mong được chết để thoát khỏi nhưng không thể tránh được. Không lâu sau khi Chúa quang lâm, từ trên trời các đạo binh thiên đàng sẽ đến. Chúa Giêsu chỉ huy họ đánh bại Antichrist cùng thế giới đại đồng của nó trong một cuộc đại chiến gọi là Armageddon. Sự tàn sát lớn dành cho Antichrist và người của nó sẽ diễn ra tại khu vực thung lũng Megiddo thuộc Israel. Kết thúc sự cai trị tàn bạo của con người trên đất. Khi Chúa Giêsu là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa cùng với đạo quân của Ngài giành lại quyền thống trị và cai trị thế giới theo cách mà lẽ ra con người đã có khi chưa phạm tội. Khởi đầu một thời kỳ mới gọi là Thiên Hy Niên, tức 1000 năm bình an và thiên đàng trên đất. Nói cho cùng, chúng ta đang sống trong một thời kỳ sôi động và những thay đổi lớn đang diễn ra nhanh chóng. Bức màn đang được kéo sang một bên, khởi đầu cho cảnh cuối rất trọng đại của vở kịch. Vở diễn đã bắt đầu và không thể nào dừng lại. Dù thích hay không, mỗi cuộc đời của chúng ta đều bị cuốn vào sự kiện trọng đại này. Thời kỳ cận kề Armageddon đã bắt đầu. Nội dung và ý nghĩa những lời tiên tri của Kinh Thánh mà chúng ta vừa xem không dành cho riêng ai, nhưng được chia sẻ cho hàng triệu cơ đốc nhân trên khắp thế giới, cả Thiên Chúa giáo lẫn Tin Lành. Nhiều tín đồ Hồi giáo tin rằng có những đoạn kinh Koran và những tài liệu khác đề cập đến một số sự kiện như trên về ngày tận thế. Một trong các mục đích của lời tiên tri từ Kinh Thánh về ngày tận thế là để cho chúng ta biết điều gì xảy ra trong tương lai, để quý vị không bị kinh ngạc bởi những sự kiện trọng đại này. Quý vị có thể an tâm, không lo sợ, vì đây là kế hoạch đã được Đức Chúa Trời định trước. Phương cách tốt nhất để đối diện với tương lai là tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Ngài sẽ luôn ở bên con cái để chu cấp, bảo vệ và dẫn dắt qua những cơn nguy khốn. Chúa Giêsu sẽ ban sức lực và lòng can đảm để quý vị đối mặt với những nguy khốn và vượt qua cho đến hồi tận chung của thế giới. Hơn thế nữa, Ngài còn ban thưởng cho mỗi người vượt quá sức tưởng tượng của mình trên thiên đàng. Nếu quý vị chưa biết Chúa Giêsu, chúng tôi muốn mời quý vị ngay bây giờ tiếp nhận món quà sự sống đời đời do Chúa ban bằng cách lặp lại lời cầu nguyện đơn sơ này. Kính lạy Chúa Giêsu, xin ngự vào lòng con. Xin tha thứ những tội lỗi của con. Xin ban cho con sự sống đời đời. Xin giúp con yêu Ngài và chia sẻ tình yêu lẽ thật của Ngài cho người khác. Amen. Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời và nó sẽ chóng qua. Chỉ những gì làm cho Chúa mới còn. Chúa Giêsu bảo chúng ta phải làm việc của đất chúng ta khi còn là ban ngày, vì đêm đến chẳng ai có thể làm. Hãy cùng làm việc với chúng tôi và hỗ trợ chúng tôi trong mọi cách nhằm rao báo cho thế giới tình yêu của Chúa và giúp tha nhân trong giai đoạn khốn khó này, để họ thấy một thế giới tuyệt đẹp trong Chúa Giêsu đang chờ đón mỗi một người.